nghe tên của bạn Y Nhu chưa ạ? Vậy thì tiếp theo chương trình xin được mời các bạn đến với hài kịch Chuyện Cái TV do bạn Y Nhu đến từ chương trình Việt Nam Got Talent cùng với bạn Thế Nhân biểu diễn. Lo mấy xà ghế, lo dinh đồ nữa. Ai mua chổi, lông gà, lông vịt, lông két đồ hôn. Bán sáng giờ không ai mua thiệt. Ta nói cuộc sống này vốn bất công cho nên cộng lông nó không bao giờ thẳng. Cuộc sống này vốn chẳng bình đẳng cho nên đừng cố chốt thẳng cộng lông. Buồn ghê, bán không được mà nhà còn dột nữa. Bù lại có được thằng em nó vui tính cực kỳ, hài hước cực độ. Tiệc đi đâu nó cũng cười hết cuộc đời, chưa bao giờ thấy nó khóc. Nó mà khóc trước mặt em thì em quỳ em lại nó luôn á thiệt. Cái gì vậy anh hai? Mắt mớ gì bữa nay mày khóc? Qua coi tivi nhờ nhà ông Tư á, ông không cho em cắt coi mà ông còn suối chó cắn em nữa anh hai. Trời ơi, rồi có sao không? Dạ em không sao. Không, ý anh hai hỏi con chó có sao không? Anh hai thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Em nói thiệt á, con chó không biết có sao không mà em gặm được cái đuôi nó anh hai. Trời ơi, biết ngay mà. Mày cắn cái đuôi con chó luôn hả? Dạ. Thôi được rồi, để lát anh hai qua anh hai dẫn con chó đi chích ngừa. Anh hai mất dạy. Nghĩ sao em anh hai bị vậy, không lo, lo con chó. Mà bệnh anh hai mày có làm giáo viên đâu mà mất dạy. Vậy nè, bây giờ là muốn coi tivi đúng không? Dạ. Bây giờ là ráng đi học thiệt giỏi đi, cái anh hai sẽ đi bán chổi nè. Anh hai mua một cái tivi thiệt là bự về cho em coi luôn. Thôi đợi anh mua cái tivi chứ em nằm hố em coi quá. Thôi em muốn coi tivi bây giờ à. Bây giờ muốn coi đúng không? Dạ. Thôi được rồi, bây giờ thầy sẽ cho mày coi cái này. Đây. Cái gì vậy thầy? À, cái remote. Cái remote. Ủa, em kiếm gì hả nhanh? Em kiếm cái tivi. Tivi đâu mà kiếm? Chứ remote đây tivi đâu. Cái remote này lụm. Cái nghĩ sao cái tượng remote này lụm anh hai hô lạm tivi em coi khùng. Không, nói nghe nè, bây giờ em cầm cái remote này nè. Em bấm đài nào anh hai sẽ làm đài đó cho em coi luôn, tức là anh hai làm cái tivi á. Wow. Không chứ đâu có tiền đâu mua tivi không? Ôi, là em bấm là đài nào là anh hai diễn được đài đó luôn hả? Được chứ. Anh hai ảo diệu vậy. Anh hai là phải dặn vừa đâu, phải không? Anh hai là dặn chèn bạc luôn hả? Wow. Rộng lớn quá. À, kéo kéo lên, kéo lên. À, kéo. Kỳ quá. Ôi coi, bây giờ cầm bấm lên. Rồi, bấm ha. Nó nghe là tiền hớt tóc còn có, nó tiền nó mua tivi hiểu không? Tiền hai hớt tóc là anh hai để dành cho em đi uống tóc hết rồi. Dễ hả? Thương này quá. Bây giờ coi dạ. Bấm đi, 72 đài muốn coi đài nào bấm. Bấm thoải mái, anh hai làm tivi được mà. Bấm chưa? Bấm chưa? Em bấm nát bàn phím luôn hai. Đâu coi coi. Nè. Trời ơi, bấm em phải có tín hiệu anh hai mới nhận được thông tin chứ hiểu không? Trời tivi gì đâu khó. Bây giờ em đặt ra một cái tín hiệu gì đó, em bấm anh hai nghe, anh hai biết rồi anh phát sóng. À, có nghĩa là phải có cái tín hiệu. Đúng rồi. Rồi anh hai mới phát sóng được. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bấm thử coi. À, em có cái tín hiệu này rồi. Tùm. Bấm lại coi. Tùm tùm. Sao em không có cái tín hiệu nào mà nó sạch sẽ hơn hả? À, ai nghe cái tín hiệu này hết kỳ kỳ, để anh bấm cho em coi cái tín hiệu nó sạch hơn nè. Dạ. Đẹp. Đâu anh hai, bấm lại anh hai. Đẹp. Trời ơi, cái tín hiệu của anh hai còn bà nội của vợ nữa. Coi nghĩ sao, cái tín hiệu của em á, nó còn quánh tục lại. Tín hiệu của anh nó te rẹt thấy ghê quá anh hai ơi. Thôi ghê quá, bỏ đi, bây giờ tín hiệu khác đi. Thôi sao. Bây giờ lấy tín hiệu của em đi. Dạ rồi. Rồi chuẩn bị 1, 2, 3, bấm. Bấm. Tùm. Tùm. Gì vậy? Bấm hoài không nghe. Tao coi coi. Nghe. Trời ơi, cái đầu cái lóc móc cái lòng tông thiệt luôn á. Bấm cái nút mute làm sao mà nghe. Chứ giờ muốn tiếng lên mới nghe được chứ. Muốn nghe bấm gì? Bấm cái nút mute á. À. Bấm lên. M u m u t e t tầm. Ba. Ulisio, kala lisi kene wita. Sekana. Komlesi urika. Oh. Oh. Sekana. Oh. Sekana. Sekana, sekana, kana, kana. Kana, kana, kana. Kana, kana, kana.
cana 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 thùng. Trời ơi, tự nhiên ta bấm cái đài tiếng Việt, tự nhiên nói cái tiếng gì đâu, như tiếng mặt môi ai hiểu. Chắc em bấm lộn cái đài tiếng nước ngoài rồi đó, cho nên nó mới nghe tiếng vậy, hiểu không? Bây giờ phải bấm đài Việt Nam. Trời ơi, chưa bấm rồi, quá rồi. Bây giờ phải bấm đài Việt Nam, hiểu không? Bây giờ muốn coi cái gì? À, em muốn coi thời sự đi. Coi thời sự Việt Nam đúng không? Dạ. Coi thời sự thì bây giờ bấm số 1. Thời sự, bấm số 1. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 19 giờ của đài truyền hình Anh Hai. Yeah. Còn lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có vụ tai nạn hết sức đặc biệt nghiêm trọng mà nạn nhân chính là một người ăn xin bị giật mất một cây vàng chính số 4. Bởi một tên cục hai tay ngồi trong chiếc xe đạp, trong tên cục hai chân đạp đi với tốc độ khá nhanh. Bên kia đường có một ông mù đang đứng dò vé số nhìn thấy. Đợi ông mù. Kêu ông Điếc đang nghe sổ lô tô. Ông Điếc kêu ông cầm lấy điện thoại ra và điện cho công an. Và hiện tại chưa biết hung thủ là ai. Rồi sao biết hung thủ là anh hai? Vấn đề này có cái anh Câm biết thôi nhưng mà hỏi hoài anh không trả lời. Ôi mệt quá. Trời sự bên hai tàu lao gì, tự nhiên ông mù. Ông mù mà thấy ông trời ơi, thôi mệt quá. Chứ bây giờ muốn gì mệt quá. Thôi thật sự tàu lao. Bây giờ có gì em coi khác nè, em coi gì có gì lẹ bấm. Em coi cải lương. Cải lương hả? Dạ. Cải lương. Cải lương bấm số 2. Bấm số 2 phải không anh? Đúng hai. Rồi. À, anh hai ơi. Hả? Cái remote này kỳ quá anh hai. Đâu coi. Sao hả? Sao kỳ? Remote của người ta số 2 lòi lên hay lụm. Trong cái remote này hai lụm mà anh hiểu không? Ừ. Cho nên nó đâu có thể nào mà nguyên vẹn được bây giờ. Bây giờ muốn có số 2 mình phải lấy cái gì đó mình lễ lên nè. Dạ. Mà không có cái gì lễ bây giờ cả. Phải bây giờ anh hai hút nó lên nè. À, hay vậy. Hút được luôn. Wow. Wow. Đây. Yeah. Bắn số 3 đi. Ủa số 2 em đâu? Số 2 nuốt luôn rồi. Ôi trời ơi. Rồi em muốn coi cái lương sao? Bắn số 3. Chuyển lẹ gì luôn hả? Đúng rồi. Bấm số 3 phải không? Cái lương. Rồi bấm. Tùm. Phu nhân. Phu nhân ơi, ta chấp nhận xa phu nhân cho dù là 5 năm. 1, 2, 3, 4, à, đủ 5 nè. Sáng trừ các con tài. Hoặc 10 năm. À đủ 10. Hoặc 15, 20 năm. Đủ 20. Hoặc 21 năm. Ôi. Ôi. 21 năm. Anh hai kỳ quá à. Gì kỳ? Tự nhiên 5, 10 năm, 20 năm còn tính được. Tuy nhiên cái 21 năm đâu ra? Ra giờ nãy mày đưa cái đồ chó bỏ cái quần, nó cấn cái quần, nó điếu luôn 21 năm nè. Ôi trời ơi. Bậy gì bậy, cái đầu em bậy á, hồi mệt quá nghỉ đi bác. Thôi, chẳng hề bán không. Hai kêu em coi tàu lao đâu không, bác em đi học, em không học đâu. Thôi bây giờ, đi coi về coi lẹ đi nè. Thôi bây giờ em coi, à, em coi cái chương trình mà bây giờ nhà đang xem, người đang xem đó Thành. Hồ chương trình nè, à, bí mật đến chủ nhân. Nó cũ rồi. Chương trình Cười Xuyên Việt. Chưa. Chương trình nè, chương trình mua cách điều trị bệnh trĩ. Có luôn hả anh hai? Ủa có không? Ở ngày nghi này anh hai bị anh hai để vô làm chương trình quá. Thôi thầy bỏ đi. Thôi bây giờ coi cái chương trình hot đó là chương trình gì? Chương trình quảng cáo. Tùm. Thầy hả? Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói dép tổ ong là một thương hiệu tuyệt vời nhất mà con người đã từng tạo ra được. Wow. Điều đặc biệt khiến cái dép tổ ong trở thành quyền thoại đó chính là hệ thống thoát khí. Theo các nhà nghiên cứu gia hàng đầu thế giới đã từng khẳng định rằng khi không khí đi dạng lỗ nhỏ li ti như thế này sẽ thoát ra hai rãnh hai bên rất rõ ràng. Và một điều đặc biệt là Toyota, BMW, Range muốn sở hữu hệ thống thoát khí này để áp dụng cho ô tô của mình. Có không được bởi nhà sản xuất cương quyết từ chối. Em ăn đi. Thôi. Khùng quá. Hả? Trời ơi, dép này hồi bữa em thấy anh hai mua 2.500 hai đôi. Ổng về ổng lấy răng ổng cắn cho đủ lỗ cho ổng kêu là thoát khí. Bậy bạ không. Thôi nghỉ. Thôi không cho nghỉ. Ông nói nghe nè, bây giờ anh hai sẽ cho em coi một đài nữa. Em chọn một đài nữa nhưng mà anh hứa là em coi xong là em phải đi học, em không có được nghỉ học mới như mấy bữa gài nữa nha. Nhưng mà anh phải diễn hay rồi em nhưng mới mà hứa coi cho đi học đi. Rồi, anh coi diễn bây giờ hay em mới đi học. Bây giờ anh hai diễn ảo thuật cho em coi. Yeah. Được. Em thích coi ảo thuật. Ảo thuật cho em coi ha. Dạ. Vậy đầu tiên phải giới thiệu tên tuổi trước. Rồi, được. Anh giới thiệu đi. Dạ, lần đầu tiên Yung xin phép gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe cho lời chào vui vẻ nhất. Yeah.
Dạ, nói nào ngay thì em đã từng đi lưu diễn khắp mọi nơi trên toàn quốc và gặt hái được rất nhiều huy chương. Đầu tiên là một huy chương vàng tại Đà Lạt, huy chương bạc tại Hải Phòng, huy chương đồng tại Cà Mau, huy chương thau tại Phan Thiết, huy chương thiết tại Tam Kỳ, huy chương trì tại Nha Trang, huy chương gan tại Đắk Lắk, huy chương sắt tại Vĩnh Cửu và cuối cùng là huy chương mũ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì vậy cho nên cái gì người ta làm được em không làm được thì ngược lại cái gì em không làm được thì người ta cũng không làm được. Sau đây sẽ phép biểu diễn và tiếp tục coi chơi âm nhạc lên. Wow, anh hai lắc rất đẹp quá. Màu đỏ vô cái ống này, rút ra sẽ trở thành cái chổi lông gà màu gì vậy ba? À xin lỗi quý vị, đó là một sự nhầm lẫn, ta sẽ nhắc làm lại. Đây là cái chổi, chị quay bỏ cái chổi lông gà màu đỏ vô, rút ra trở thành cái chổi lông gà màu. Yeah, hay quá này ơi. Gì nữa đây, gì nữa đây? Wow, đây được gọi là chiếc khăn nhiễm màu. Chiếc khăn này dùng để làm gì? Và thưa quý vị, các bạn đang thấy đây là chiếc bông màu hường. Sau khi để cái khăn màu đỏ lên cái bông màu hường, anh hai của em biết rút ra trở thành cái bông màu. Kỳ quá à. Cái bông màu hường trở thành màu. Đấy, làm thiệt đi. Màu đỏ trở thành cái bông màu. Yeah, hay quá thầy ơi, thiệt là hay luôn á anh Tân Hoàng. Thiệt cái gì đâu bông mà. Gì nữa đây? Wow, wow, hay quá thầy ơi. Hảo gì quá, quá gì đây? À, chị đổ mồ hôi nhiều quá. Giấy cà lao. Rồi, cảm ơn thầy. Anh hai ơi, em thương anh hai quá à. Anh hai còn
hay hơn cái tivi nữa. Sao vậy, bây giờ hứa là đi học đúng không? Dạ. Rồi đi học. Dạ em đi học. Dạ, chị Phạm, cái này là hết trơn hết trơn. Dạ, chúc quý vị có buổi tối thật vui vẻ. Dạ. Chúc các bạn ngủ ngon miệng. Xin được cảm ơn nhóm 2.